Nào bác chào các bạn kìa. Chào các bạn nào. Nào bác chào các bạn. Chào các bạn gái thì tát máy. Wow, giỏi thế. Chào cái nữa. Bác chào các bạn gái nữa. Chào các bạn gái nữa. Nào bác chào các bạn gái nữa. Nào. Ồ, giỏi thế. Bác giỏi thế. Ngoan thế. Ngon không bà? Ngon không Mun? À Mun ăn rau không Ngân? Mun nhai rau nó ngấu quá nhỉ. Thơm lắm, mun thơm lắm. Bò cũng thơm lắm. Thơm nhức mũi á. Mun ăn mặc quẻ quãi rồi này. Mun em ăn mặc quẻ quãi rồi thế. Nào bà ăn đi. Nào thôi, đây. Không phải tranh nhau rau đầy đây. Đây, đầy rau đây. Đúng rồi. Mỗi đứa một miếng. Không phải tranh nhau. Ôi, Mun ăn tham đấy con. Bo mới, đấy, bo ăn đi. Thích ăn rau. Không ăn cơm mà con. Cơm không ăn à? Nguyên này, ăn suốt ngày no giả dích rồi. Ăn giả dích suốt ngày no rồi. Mun nhìn Mun ăn trong phần một nữa ăn ngon nhỉ? Ngon nhờ bà nhờ. Thôi hay không? Hai đứa này ngồi trên bọc mẹ còn đánh nhau. Thôi. Nào. Thôi.
Không bỏ được ai đến đây hả? Thôi thôi bỏ 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 vừa ăn cắp vừa là lạ vừa đánh cái thằng vừa kêu thôi ngồi đây mà còn đánh nhau. Chịu bao rồi lấy cho mình cuốn bà ăn nhá, mình cuốn nhá. Này bao bao ăn à? Muốn ăn mình cuốn, muốn gì ăn được này, này bao bao nè. Hai đứa này là con nhà ai à? Con nhà ai? À? Con nhà bảy, con nhà ai? Như là nó là cái gì đấy? Hả? À? Hai đứa này là đứa nào ấy? Hai đứa là con khỉ rồi. Khỉ nó có khỉ, nó là người đấy. Con đẻ nó đấy. Yêu không? Yêu. Bà nhìn nó đáng yêu không? Hả? À? Cho yêu. Bà một đứa bà nuôi nhá. Chịu nào mà chịu. Chịu nuôi một đứa. Không. Mua một đứa cho vui cửa vui nhà. Không. Nhá. Không chịu. Bà chả yêu động vật thế nào. Hả? Nó là thú cưng đấy. Mua này bao nhà. No rồi mà thôi. No rồi mà nó. Nhìn lấy cơm mà mồm nó để ăn bao. Đầu tiên mình ngửi nhức mắt. Bao nhức mắt. Đây. Nào. Đánh thôi, có thế đội với nhau. Nào, bố chào các bạn, chào các bạn gái điện tam này. Oa wow, giỏi thế, chào cái nữa. Bố chào các bạn gái nữa, chào các bạn gái nữa. Nào, bố chào các bạn gái nữa. Nào, ô giỏi thế, bố giỏi thế, ngoan thế.